Chào mừng quý bạn đến với kênh video của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn máy tút lúa mini Thịnh Thành mã CL68 để lắp động cơ dầu. Thì đây là cái hộp động cơ dầu để chuẩn bị lắp ở đây. Đấy, còn đây là cái máy khung máy. Đấy thì tôi xin giới thiệu với quý bạn qua cái máy một chút. Thì máy tút lúa mini CL68 đời mới. Đấy, có sàng rung và quạt gió. Đây là cái bàn để chúng ta bỏ lúa này. Đấy, đây là cái bàn bỏ lúa ở đây. Đấy, đây là cái bàn bỏ lúa. Cái bàn bỏ lúa này thì dài 0,8 m. Đấy, chúng ta có thể bỏ lúa vừa lên đây và đun vào. Đấy, như kiểu cái máy hoàn lớn. Đấy, ở đây nó có một cái thanh nữa. Còn đây là phần xung quanh máy. Thì cũng như nhiều video chúng tôi đã giới thiệu đằng trước. Đấy, máy có hệ thống hoàng sàng rung 3 cấp như này. Đấy, sàng rung. Với sàng này thì làm rất là sạch. Trải qua nhiều thử nghiệm cũng như là nghiên cứu thì chúng tôi mới cho ra cái sản phẩm như này. Làm rất là tốt. Này, còn chỗ này là cái chỗ ra rung này. Đấy, chỗ này là chỗ ra rung. Nó có hướng lên trên như này. Có xéo xéo lên như này. Đấy. Đấy, mặt sau của máy. Mặt sau của máy. Còn ở đây là cái phần bên chuyển động. Thì nó sẽ có quạt gió ở đây. Đây, quạt gió nó sẽ quay ở đây. Đấy, đây chỗ này là cái để chúng ta sàng rung. Đấy. Cái này quay thì sàng rung nó sẽ nhảy vào nhảy ra như này. Đấy. Thì sẽ làm cái lúa nó sạch. Còn ở đây là cái buli to. Cái buli này thì nó sẽ kết nối với cái buồng đập bên trong. Đây, buồng đập bên trong thì chúng ta chỉ cần mở hai cái khóa này. Đập bên trong thì có hai cái khóa này, đây chúng ta sẽ mở đây. Đấy, đây bên trong thì có hệ thống các lăng đập này, đấy, sàng, đấy, đây là cái sàng. Còn ở đây là có hệ thống cái quạt gió ở đây, quạt để quạt rơm ra nó nhanh hơn, sạch hơn, rơm không bị mắc trong máy. Đấy, có hệ thống quạt. Và bên trên nắp máy như này, bên trên nắp máy như này thì nó sẽ có các rãnh, đấy để hướng rơm ra. Đấy, các rãnh này cách nhau khoảng 10 cm ở đây. Thì để hướng rơm ra. Và ở đây thì nó có hệ thống các thanh chắn để chống rơm nó cuốn vào cái trục. Đấy, đấy thiết kế. Thì ưu điểm của máy là máy có thể tháo rời chi tiết, các chi tiết như kiểu là cái sàng các thứ thì được bắt bằng ốc vít. Đây, được bắt bằng ốc đây. Nên chúng ta có thể dễ dàng tháo rời. Đấy, sử dụng trong quá trình lâu dài mà hỏng hóc thì chúng ta có thể là mở ra, chúng ta có thể là thay thế. Đấy, quay rất là êm ở đây. Đây, quay rất là êm. Còn ở bên này là cái hệ thống sàng của nó, sàng rời của nó, có hệ thống sàng to sàng thô trước này, đấy, mà hệ thống sàng nhỏ. Đấy. Còn chỗ này là chỗ ra thóc. Ở trên đằng sàng này thì có các lóc như này để đảm bảo cho các hạt lúa chắc nó sẽ không bị thổi ra đây. Ở chỗ này chỉ đảm bảo thổi cho các ấy ra thôi. Đấy, cái sàng của nó có hệ thống các bi như này, đấy, các vòng bi để nó xịt đi xịt lại, đảo đi đảo lại. Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn quý bạn lắp máy. Thì với vị quý bạn mua về thì này nó có gồm có hai kiện như này. Đây chúng tôi đã bọc vàng sẵn cho khách hàng này. Ví dụ như kiện này là cái kiện khung máy này. Đấy. Còn một cái thùng không nữa, cái thùng này là chúng ta sẽ để bỏ động cơ. Thì động cơ chúng ta có thể tùy chọn là động cơ xăng hoặc là động cơ dầu. Đấy thì như ở đây thì sẽ là động cơ dầu. Đây là động cơ dầu 170F. Thì động cơ này thì có công suất là 2,5 kW, 3,5 ngựa. Đây. Đấy, động cơ này có công suất là, đây, chúng ta nhìn thông số trên này là có 2,5 kW này. Và vòng tua là 3.000 vòng 1 phút, tương đương với công suất là 4 ngựa, hơn 3,5 ngựa. Đây là 4 ngựa. Đấy, động cơ dầu khá là đẹp. Đấy. Thì khi mua động cơ dầu này thì chúng ta sẽ có bu ly lắp sẵn như này cho quý bà con luôn. Có bu ly lắp sẵn. Đấy, bu ly bản A. Hai cái. Dây dẫn này. Đấy, ống xả này. Đấy, có sẵn luôn cho chúng ta. Đây thì đây chúng ta sẽ tiến hành lắp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành là cái chân đế. Đấy, bắt theo ốc vào chân máy. Thì với thiết kế mới thì cái phần để lắp động cơ của chúng ta sẽ thiết kế nằm ở bên dưới.
bên dưới đất như này thì chúng ta đảm bảo là trong lúc máy quay sử dụng ấy, máy quay với tốc độ cao thì hạn chế cái tối đa rung lắc của cái máy tút lúa chúng ta. Đấy, đảm bảo cho máy không bị xê xịch, không bị nhảy cóc lên trong lúc quá trình chúng ta sử dụng. Đấy, bắt ra động cơ thì cũng rất là dễ thôi, nó có hệ thống các ốc, các lỗ sẵn rồi thì chúng ta chỉ cần bỏ ốc vào, chúng ta vặn vào thôi. Đấy, chúng ta có thể nhìn từ xa cái máy đây. Máy thì chiều dài tổng thể của máy thì máy dài 1 mét, đấy, cao nó 1 mét và bề rộng ngang là 75 phân. Đấy, thì bề ngang, nếu mà bề ngang chúng ta để bỏ cái tấm này ra thì nó sẽ cũng khoảng 1 mét luôn, nhưng mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ gặp là đây, sau đấy chúng ta sẽ tiến hành bỏ ốc vào trước đi, chắc dễ hơn. Chúng ta tiến hành bỏ động cơ vào này. Đấy, thì động cơ này chúng ta có thể bỏ động cơ xăng hoặc động cơ dầu. Và cái động cơ này thì chúng tôi đã thiết kế là cái khung này thì nó sẽ vừa hầu hết với tất cả các loại động cơ của chúng ta. Đấy, động cơ xăng hoặc động cơ dầu, chúng ta cần bỏ ốc vào và chúng ta siết chặt vào thôi. Thì theo máy thì còn có hai cái dây cu loa như này. Đây, máy hệ thống truyền tải bằng dây cu loa, một dây là A72 này. Đấy, dây này dây A72. Còn một bản nữa là A54. Đấy, có hai dây như này. Đấy, một hai dây. Đấy, lắp cũng rất là dễ, rất là nhanh. Thì với cái động cơ xăng hoặc động cơ dầu, với khi chúng ta mua về thì nó là động cơ mới, chưa xăng chưa nhớt. Đấy, và chưa dầu thì lúc chúng ta mua về chúng ta phải để ý đổ nhớt cho động cơ. Đấy, còn nếu mà động cơ dầu thì chúng ta đổ nhiên liệu là dầu vào, hoặc động cơ xăng thì chúng ta sẽ đổ xăng vào để chúng ta sử dụng. Thì cái động cơ này thì cũng sử dụng như xe máy chúng ta bình thường thôi, thay nhớt định kỳ. Đấy, kiểm tra xăng, dầu mà nhớt nó đặc rồi thì chúng ta sẽ mở ra để chúng ta thay. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ tiến hành lắp cái dây cu loa này. Thì nó sẽ có hai dây cu loa, một dây cu loa nhỏ, dây A54 thì sẽ kết nối ở chỗ cái là guồng độc và cái quạt và cái sàng rung. Đấy, guồng độc và cái sàng rung là dây sử dụng dây A54. Còn một dây A72 thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối vào, cũng vào guồng độc, vào phần quạt gió và vào phần motor, vào phần động cơ. Đấy, thì cái phần động cơ thì nó sẽ có hai cái rãnh. Thì chúng ta để ý cái rãnh nào để cân chỉnh cho cái dây cu loa nó thẳng thì chúng ta sẽ sử dụng cái rãnh đấy. Đấy, chúng ta tiến hành căn chỉnh cái phần động cơ sao cho cái dây này nó thẳng. Đấy, như thế là cơ bản là chúng ta đã lắp xong cái phần động cơ cho máy tốt lúa. Thì với cái máy tốt lúa mini này thì chúng ta một giờ chúng ta có thể tốt được là khoảng 3 đến 4 sào lúa, cũng làm rất là nhanh. Cái phần lúa ra thóc ra rất là sạch và đảm bảo rơm ra sạch thóc là 100%. Thì ngày xưa thì chúng ta sẽ có một cái mẫu tốt lúa mà nó dùng cái ống hút lên. Thì cái nhược điểm của cái ống hút đấy là lúc chúng ta tốt lúa ướt thì nó sẽ mắc vào cái cánh quạt, nó không hút lên được thì nó sẽ dễ om ra cu loa. Đấy, còn với cái máy sàng rung này, đấy thì lúa nó chảy ra ở đây, lúa nó sẽ chảy ra ở đây. Chúng ta có thể hứng chậu hoặc là hứng thúng ở đây. Đấy là chúng ta có thể thu được lúa luôn, mà bất kể lúa ướt hay lúa khô thì đều làm rất là dễ. Thì quý bạn có nhu cầu mua máy tốt lúa mini về để sử dụng thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ ở số 1 lô TT3 khu đội giàng Hữu Hiệp, xã Tư Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý vị và các bạn có thể liên hệ để tư vấn và để báo giá tốt nhất về sản phẩm.
Đây là các máy chúng tôi đã lắp sẵn này. Đấy, giờ đang vào mùa vụ nên là cái nhu cầu sử dụng của bà con rất là nhiều, và cái máy này cũng làm chất lượng rất là tốt. Đấy thì bà con người này giới thiệu người kia thì đấy, cho nên là sản phẩm đi rất là nhanh, làm rất là nhiều. Đấy thì cảm ơn quý bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.